Bài này nó chỉ có vấn đề ở chỗ là cái đường link này đó là link này hiện nay là nó bị đai rồi, cho nên là cái đường link này chúng ta sẽ tìm lại đó. Bài này nó chỉ có vấn đề chỗ này thôi. Như vậy thì các bạn các bạn lên mạng các bạn search cái này đi, dễ lắm. Ví dụ như là các bạn search là chèn nút like và share Facebook và website, ví dụ vậy, thì các bạn tìm nó sẽ ra cho các bạn một cái trang web ha, like share. Như vậy ở chỗ này nó sẽ cho các bạn một cái đường link, và trong này người ta hướng dẫn cũng khá là cụ thể, phải không? Đơn giản, người ta hướng dẫn khoảng xíu xíu là xong rồi. Như vậy thì mình vào cái trang này. Nó khác so với đường link cũ chút xíu thôi, mà đường link cũ mình không vào được. Như vậy thì chủ yếu là cái trang này là trang plugin đó, trang này là trang plugin. Như vậy trong này có rất là nhiều cái để chúng ta có thể thêm vào trang web của mình. Thứ nhất là bình luận, thứ hai là nhúng, thứ ba là mấy cái mình quan tâm thôi, bình luận nè, thích nè, lưu trang nè, chia sẻ nè, đó mấy cái mà mình quan tâm. Còn có rất là nhiều cái plugin của Facebook mà người ta hỗ trợ cho chúng ta. Ví dụ như các bạn muốn Zalo thì các bạn tìm lên cái trang của Zalo, bạn muốn Instagram thì bạn search cái trang Instagram, người ta sẽ hỗ trợ cho mình. Như vậy thì giả sử chúng ta sẽ dùng nút thích trang, đúng không? Đưa cái đường link này lên cho các bạn ha. Lớp của mình 17 đúng không? Rồi. Đây. Click in. Như vậy thì trong này người ta hướng dẫn rất là nhiều thứ. Mình sẽ sử dụng nút gì? Nút thích. Đó. Thì mình bấm vô nút thích. Trong cái nút thích này thì người ta nói là cần cái URL của trang web mà bạn đang đặt nút thích, tức là cái đường dẫn để mà mình muốn cái nút thích nó hiện lên á. Như vậy thì nó sẽ có một chút vấn đề chỗ này. Tức là trang web bình thường của mình, trang web bình thường của mình thì mình đang viết ở đâu các bạn? Trang web mà mình đang đang xem hàng ngày, mà mình làm bài lab, mình làm assignment là mình đang viết ở đâu? Đang viết trên máy tính cá nhân, thì người ta gọi máy tính đó là localhost. Local là tại cái máy cá nhân của mình. Rồi, như vậy thì khi mà các bạn có một cái localhost ở đây, thầy sẽ có một cái ví dụ về lab 13. Ở trên này thầy sẽ new một cái folder lab 13. New một cái file. Rồi, trong cái file này hiện nay chúng ta đang viết, nếu như mà chúng ta xem đó, nếu mà chúng ta xem, ủa nó bị gì ta? Rồi, chúng ta xem
thì nó là địa chỉ của máy tính cục bộ, là localhost. Như vậy các bạn lấy cái địa chỉ này nè. Còn nếu khi mà các bạn, ví dụ các bạn viết xong, rồi các bạn upload cái trang web này lên trên hệ thống, trên mạng, trên internet, thì lúc này các bạn sẽ có cái đường link khác chứ không phải đường link này. Như vậy thì cứ trang web của mình, cái đường link thực tế nó ở đâu thì mình copy cái đường link này. Ví dụ bây giờ là localhost thì các bạn copy đường link localhost. Còn nếu như mà các bạn online thì các bạn upload lên một cái hosting nào đó rồi á, thì các bạn copy cái đường link mà cái hosting đó cung cấp ha, cung cấp cho các bạn. Rồi ở trong này các bạn sẽ đưa cái đường link vào đây, nó nói là cái URL để thích nè, bạn đưa cái đường link vào đây. Rồi cái nút like của mình muốn nó như thế nào thì nó hiển thị cho mình thấy ở đây. Đó là cái mẫu nè, cái mẫu của cái nút like đó, cái mẫu ha. Rồi ok, rồi nút gì, nút like hay là nút comment à, rồi lớn hay nhỏ, thì chưa lớn hay nhỏ, rồi kích thước bao nhiêu, cần không, nếu cần thì bỏ vô còn không cần thôi. Rồi cái nút like này nè, có nút chia sẻ không, nếu mà không có nút chia sẻ thì thôi bỏ đi đó. Như vậy tùy mình muốn cái gì thì mình set ở đây. Sau khi các bạn set xong những cái thông số, các bạn chọn lấy mã, thì trong cái lấy mã này nè, nếu như các bạn xài JavaScript thì bạn chọn cái thẻ này, còn không thì chúng ta chọn cái thẻ là iframe. Iframe này quen không, quen ha, mình đã làm rồi. Copy cái đoạn mã này nè, Ctrl C. Bây giờ vô cái web của mình, chỗ này ví dụ nội dung web của bạn rất là nhiều vị trí, rồi bây giờ trên này thầy để là nội dung một đi ha. Rồi chúng ta sẽ đặt cái nút like ngay ở đây, Ctrl V vô, chúng ta chỉ dán cái đó thôi, bởi vì ở chỗ này nó đã cho mình một số cái thông số liên quan. Đây nè, cái này là đường link của mình nè, thấy 127.0.1 không, web 1013 không, lab 13 này đó, nói chung là nó mã hóa cái đường link của mình. Mình copy vô nó đã mã hóa. Và trên này nó ghi nè, facebook.com plugin live php, tức là nó đẩy cái đường link của mình vào cái trang xử lý của php. Bởi vì iframe sụt nè, bữa trước mình tạo ra cái iframe là mình biết rồi đúng không? Đây, mình tạo ra cái iframe. Đó, nó hỏi cái trang xử lý là trang nào nè. Thì bây giờ là nó đã có cái trang xử lý, là nó lấy cái trang Facebook Live PHP để xử lý. Xử lý cái gì? Thì xử lý đường link này nè, nó đưa vô. Đây là nguyên cấu trúc của nó. Nguyên cấu trúc. Rồi bây giờ chúng ta view lên. View lên. Chúng ta có 3 nội dung. Nhưng mà chúng ta đặt cái nút like ở nội dung đầu tiên thì nó like. Nó hiển thị ở đây thôi. Nhưng mà khi các bạn like đó, thì nó like nội dung 1 hay là nó like nội dung 2 hay nội dung 3 hay là nó like cái gì? Tại vì sao mà thầy like ở đây nó không có vô nó like liền? Tại vì sao? Tại vì ở trong này thì chưa có đăng nhập Facebook.
Trong này thì chưa đăng nhập Facebook. Bây giờ mình sẽ ra Java xây dựng web. Đây làm cái lớp 13 này nó nằm ở đâu đây? Thiết kế web. Đợi thầy tìm cái đường dẫn ngoài máy thực cái nha, đợi tí xíu. Quên không biết nó nằm ở đâu rồi. À đúng rồi, đúng rồi. Thiết kế web. Rồi ok. Ở đây là chúng ta đang xài trên máy thực nè. Trên máy thực là thầy đăng nhập Facebook rồi. Khi thầy bấm nút thích là nó thích ngay. Nó thích vô nó thích liền. Mình không cần. Cái này là thầy đang viết trên máy ảo, nhưng mà ra đến máy thực thì mở lên, thầy bấm nút thích là nó thích ngay. Bấm chia sẻ. Thấy không? Nó lấy lên cái trang của mình nè. Nó bảo chia sẻ nè. Chia sẻ. Giả sử thầy chia sẻ lên nhóm. Nhóm. Tên nhóm 173. Đúng không? Mình là cái gì? IT 173. Phải không? 173 17. Đâu rồi? Một bảy ba mười bảy chia sẻ trong nhóm, đăng lên Facebook. Tất nhiên là các bạn sẽ không xem được trang web của thầy đâu, bởi vì thầy chưa public lên mà. Thì tại vì máy của thầy thì các thầy thấy được, nhưng mà đối với các bạn thì các bạn sẽ không thấy được cái chỗ này. Nhưng mà mình vẫn có thể là thị phàm cho các bạn rằng là mình tạo được nút like, nút chia sẻ được. Rồi. Tương tự như vậy, các bạn thử xem là trên cái web, trên cái web của lớp mình coi nó có cái gì. À, trên cái Facebook. Rồi nó lên cái trang, nhưng mà trang 172 thì thầy click vô thì nó lên, nhưng mà các bạn click vô đây thì không có. Nhưng mà trong trường hợp mà các bạn đã public lên online rồi á, lên hosting rồi á, thì chúng ta xem được bình thường, được chưa? Thì tí nữa các bạn sẽ demo cái phần public lên hosting và chúng ta sẽ thị phạm lại cái phần này.
Rồi tương tự như vậy, các bạn có thể là làm các cái nút khác, làm các cái nút khác. Ví dụ như là ngoài cái nút thích này ra, thì bạn có thể là bình luận cho web với một cái nội dung nào đó. Các bạn muốn bình luận thì các bạn đưa cái đường link của web vào, các bạn đưa cái đường link của web vào, đường link của web copy đưa vào. Rồi chiều rộng số bài viết, mấy cái này mình để mặc định để coi nó để làm cái gì. Đây nó cho mình view nè, thấy không, dễ không, lấy mã. Rồi tương tự cũng chọn iframe này chưa, rồi ok, nếu chưa có iframe thì mình sử dụng cái phần JavaScript. JavaScript thì các bạn sẽ sử dụng hai cái thẻ, một là các bạn copy cái đoạn này vào đầu trang, đầu trang ha, đó copy vào đầu trang JavaScript. Rồi chúng ta sẽ copy tiếp cái phần thứ hai, rồi mình đặt ở chỗ nội dung hai coi. Dễ quá ta. Hả? Nè, bình luận nè. Dễ không? Dễ ha. Dễ mà. Rồi như vậy thì các bạn đã có được nút thích trang, nút bình luận, được không? Cố gắng khi mình làm xong là một chuyện, nhưng mà các bạn sẽ public nó lên online, xong rồi lấy cái đường link online tạo lại cái mã code khác rồi sửa lại ha, sửa lại rồi upload lên lại. Như vậy thì cái trang web của bạn nó sẽ ok hơn, được chưa nào? Như vậy cái phần lab 13 của mình, nội dung thì thầy không có đi sâu vào, thầy chỉ đi vào demo cho các bạn cái nút like share và nút comment như thế nào thôi. Đó. Còn ở trong nội dung cụ thể đối với trang web của các bạn, cái phần này chúng ta cũ rồi, chúng ta làm đơn giản như thầy hướng dẫn là được. Cái này á thực ra là gì, thầy đã bỏ qua mất một bước rồi. Tài khoản của các bạn trên máy các bạn thử vào cái này được không? Cái đường link mà thầy đưa hồi nãy đó, các bạn bấm vô nó vô không? Developer. Bấm vô thử coi. Quên, thầy quên. Các bạn bấm thử đi, coi nó có phản hồi gì. Rồi, ok. Của em là em đăng ký rồi. Có bạn nào mà nó không vô được cái trang plugin không? Đa số là vô được phải không? Chỉ có bạn nào mà chưa đăng ký thành viên phát triển của Facebook
thì nó yêu cầu các bạn đăng ký thành viên. Cái này nè, Create New Application ID, tức là cái này là chúng ta đang đăng ký để mà trở thành cái thành viên developer của Facebook, tức là thành viên phát triển của Facebook. Tại vì các bạn đưa cái nút like, nút share, nút comment của Facebook vào trang web của các bạn thì chỉ có lập trình viên mới làm điều đó. Mà lập trình viên mà làm điều đó thì có phải là phát triển cho Facebook không? Thực ra là cộng tác viên của Facebook rồi. Đó, thành ra là các bạn là Facebook người ta tạo điều kiện để cho các bạn đăng ký ID để tạo thành viên thôi. Còn nếu mà bạn nào mà đã là thành viên developer rồi thì không không cần cái này nữa. Không cần phải đăng ký nữa.